Lên hàng các bạn ơi. Hello, chào các bạn. Rồi, hôm nay có cần thủ mừ này ra câu cái giò bằng rường tỏi số 2 mà câu mùi kém nha các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi, các bạn nào có yêu thích nông dân là các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho nông dân một like. Rồi, nhớ chia sẻ lúc nào có đi câu là các bạn cứ alo cho nông dân. Nông dân phục vụ các bạn từ A đến Z nha. À các bạn ơi. Mở vô rớt xuống à, khỏi cần. Còn thủ câu hay quá. Lên an. Ồ, cái to cho. Hay quá còn thủ mừ ơi. Mừ lên hàng nha. Hay quá mừ ơi. Lên hàng, lên hàng. Ồ, cái giò dẻo nha các bạn. Xách cái rộng để lại anh mừ à. Cái gì mà cái gì cái gì. Lên hàng nha các bạn. Lên hàng. Đã. Lên hàng các bạn ơi. Giờ này gió lại chiều ké liệt năng nha các bạn. Sớm đâu cái giờ chiều có liệt. Ồ, liệt chỉ nào nấy đẻ ghê. Cái liệt giờ về ăn thôi chứ. Lên hàng các bạn ơi. Ồ, còn trong đẻ ghê. Lên hàng. Ồ, còn tốt. Hàng khủng nha các bạn. Cái liệt bị khủng á. Liệt chỉ vàng các bạn ơi. Dư dẻ không anh không nợ cái liệt quá đẻ trậu. Ồ đâu mà giờ không có đâu. Như là dư tại dương hồng tổng vô là đủ nợ 2 đồng à. Cái chim bự rồi cho chim đâu kéo cái ngày đây nha. Còn như là đủ à, còn nữa mà còn đâu. Ủa chưa hay mà hơn coi ha. Rồi, báo kéo thành quả ngày nay nha. Một cái giò con cũng được. Ngày nay nghe các bạn. Tuyệt vời. Ồ, nhưng quần quen lại cũng còn đầy thùng các bạn ơi. Đây bây giờ trút ra một cái cánh đóng.